Một quý vị và các bạn đến với chuyên mục giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với bậc học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, các bậc học sẽ tự trường sớm nhất vào ngày mùng 1 tháng 8, muộn nhất vào ngày 12 tháng 8 và đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học. Cụ thể, bậc học mầm non và tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 9 năm 2019, kết thúc trước ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2020, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25 tháng 5 năm 2020. Đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông phải đảm bảo có ít nhất 37 tuần thực học, học kỳ 1 kéo dài từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 đến trước ngày mùng 4 tháng 1 năm 2020. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25 tháng 5 năm 2020. Giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019, kết thúc trước ngày mùng 4 tháng 1 năm 2020, học kỳ 2 bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 15 tháng 5 năm 2020. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2018-2019 đạt 91,78%, thấp hơn năm học 2017-2018 6,78%. Toàn tỉnh có trên 11.100 thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, trong đó các trường trung học phổ thông công lập đạt 96,13%, ngoài công lập đạt 76,34% và giáo dục thường xuyên đạt 78,4%. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông giảm là do cách tính điểm, trong đó 70% là kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, 30% là điểm xét học bạ lớp 12 thay vì 50-50 như năm trước. Thời điểm hiện tại tất cả các thí sinh đều đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để phục vụ công tác xét tuyển vào đại học cao đẳng. Thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 46 trường học được hợp nhất, sáp nhập. Trong đó hợp nhất 12 trường mầm non còn 6 trường, hợp nhất 10 trường tiểu học thành 5 trường, sáp nhập 9 trường tiểu học và 9 trường trung học cơ sở thành 9 trường tiểu học và trung học cơ sở, hợp nhất 4 trường trung học cơ sở thành 2 trường trung học cơ sở, sáp nhập một trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Một số địa phương thực hiện hiệu quả là Khói Châu, Văn Lâm, Phủ Cử, Tiên Nữ. Mới đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch thành trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thầy và trò lớp 12A2 trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo huyện Tiên Lữ luôn trong không khí vui tươi, phấn khởi bởi những kết quả nổi bật trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua. Lớp 12A2 có 44 học sinh thì 16 em đạt tổng điểm khối D1 từ 20 đến 25,20 điểm. 9 em đạt điểm giỏi môn Ngữ văn, trong đó có một số cá nhân nổi bật như em Nguyễn Danh Tiến là một trong 7 thí sinh của cả nước đạt 2 điểm 10 thủ khoa khối C của tỉnh. Em Phạm Thị Trà Anh là một trong hai học sinh toàn tỉnh Hưng Yên đạt điểm 9,0 môn Ngữ văn. Em Phạm Hoàng Yến, lớp trưởng được trao học bổng toàn phần của Học viện Thời trang London. Từ sau khi biết được cái kết quả thi của các em không phải là chỉ có bản thân tôi mà tất cả các thầy cô giáo dạy trong lớp cũng như các thầy cô toàn nhà trường rồi các bậc phụ huynh đều rất là vui mừng phấn khởi. Có được kết quả như thế này thì trước hết là ở cái sự cố gắng và nỗ lực của các em Điều đáng nói, 12A2 không phải là lớp chọn, trường chuyên. Hầu hết các em đều có điểm thi đầu vào năm lớp 10 không cao. Nhưng sau 3 năm học miệt mài cố gắng, các em tiến bộ từng ngày. Tập thể lớp đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Năm học 2018-2019, có 6 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 3 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. Những thành tích mà tập thể lớp đạt được là những trái ngọt do thầy và trò dày công vun trồng. Trong mỗi cái giờ học thì các bạn rất là sôi nổi trong học tập. Sau khi mà tiết học đi kết thúc thì lớp em thường chia những cái nhóm ra để học tập. Bọn em luôn luôn được sự giúp đỡ tận tình từ tất cả các thầy cô mỗi khi mà gặp những cái vấn đề khó về bài tập. Ngay từ những cái lúc đầu tiên khi học lớp các em học lớp 10, tôi đã thấy được rằng đây là một trong những lớp rất tốt. Các em có cái thứ nhất đó là rất ham học hỏi, có tinh thần sáng tạo, làm cho cái không khí học của lớp thực sự đó là sôi nổi thành tích của các cá nhân và tập thể lớp 12A2 không chỉ thúc đẩy phong trào học tập trên toàn trường mà còn góp phần làm giàu đẹp thêm truyền thống hiếu học của quê hương Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương mục giáo dục đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.